Rồi tiếp theo đây là một xe chữ đáp nha. Biển số rất là đẹp luôn. Trong này có mấy thùng đường đáp rất là nhỏ, nhỏ xinh đẹp quá. Động cơ của xe này. Ok, là rộng. Wow, ông bay luôn nè các bạn. Tiếp theo đây là một chiếc xe Jeep các bạn. Cái này có 4 cái đèn này. Đây là cái móc này. Đây là một chiếc xe tải nha các bạn, xe tải nhỏ nha, Super Power. Chi tiết ở đây giống thật luôn nha các bạn, cái như xe này là chở hàng đông lạnh nha. Ok, wow, liền khấu vòng nữa nha. Rồi tiếp theo là một chiếc Spinner, tạo mát tới nha.